Hôm nay chúng ta đi lướt qua một cái phần nằm trong người xuất gia, mặc dù là không nằm trong thánh tịnh đạo luận. Mặc dù là thánh tịnh đạo luận vẫn nói cho người xuất gia mà thôi, nhưng mà không nói hết được. Và 10 điều tâm niệm này á, nó bao gồm cái giới định tuệ trong đó, cho nên cũng không ngoài thánh tịnh đạo luận đâu. Và cái 10 điều tâm niệm này là nằm trong, quý vị các em xem biết kinh nào không? Đây là kinh Tăng Chi tập 5. Tập 5 chứ không phải 5 pháp. Và kinh số ta nick chuột trang số 87 của BTS, của BTS Edition. Chúng ta học cái này tại vì nó mang tính cơ bản đầu tiên, mà hình như á, ngay cả người xuất gia bên nhiều tông phái, thậm chí cả Nam Tông cũng không có sử dụng cái này nhiều, phải không? Thì á, nằm trong kinh Tăng Chi cho nên nó thuộc năm bộ Nikaya. Và 10 điều này nó tương đương với đại thừa là 10 điều tâm niệm của luận Bảo Vương Tam Muội ha. Nhưng mà bên kia là cho Bồ Tát. Bồ Tát là tập nhạp lắm, cho nên hẳn không rõ ràng là xuất gia hay tại gia. Nhưng mà còn á, 10 điều tâm niệm đây á, là cho người xuất gia mà thôi. Thì Đức Phật yêu cầu á, một vị xuất gia là phải luôn luôn quan sát 10 điều này. Cái thứ nhất là ta nay đi đến tình trạng là người không có giai cấp. Có nghĩa là mình đi vào đời sống xuất gia rồi thì mình không còn một cái giai cấp, một cái hình thức về thời gian nữa. Bên Ấn Độ á, thì có 4 giai cấp, và vì vậy nói đến giai cấp ở Ấn Độ là nói đến 4 đẳng cấp. Và khi Đức Phật chưa thành chánh tăng giác thì Ngài nằm mơ thấy một giấc mơ, 8 giấc mơ, nhưng mà trong đó có một giấc mơ nói về cái này. Có nghĩa là Ngài nằm mơ thấy 4 con chim bồ câu khác nhau, khác màu. Và khi nó bay tới đến Ngài á, thì tất cả nó chuyển thành màu trắng. Và sau ngày nói rằng á, đó là biểu thị cho 4 đẳng cấp. Và khi á, họ đã bỏ gia đình, xuất gia từ bỏ gia đình đi theo chánh pháp, thì họ mất đi những cái màu sắc của đẳng cấp đó và họ trở thành người sa môn thiếp tử. Cho nên người sa môn thiếp tử là vào trong đó là không có phân biệt gốc gác anh từ đâu, phải không? Và vì vậy mà không có đẳng cấp, và mình không có một cái hình thức gọi là giới thường lưu hay là gì cả. Mà người xuất gia là cấp nào, đẳng cấp nào lớn nhất, thường lưu cho đến những hạ đẳng, mình đều có thể hòa nhập được. Cái tư tưởng này rất hay. Mình cần phải buông bỏ tất cả những gốc gác của mình, thì khi đó mình mới nhìn được thế gian này, tất cả chúng sanh cũng như nhiều tất cả mọi người ấy, là đồng đẳng. Cho nên muốn đồng đẳng được và muốn có tâm đồng đẳng thì mình phải bỏ cái gốc gác bắt đầu của mình. Có người ấy, thì từ một cái dòng hoàng tộc, có người ấy, thì từ một cái gia đình ở biên địa, thì tất cả đều cái đó
đều mất cái danh xưng đó, mất cái gốc gác đó và trở thành người Sa Môn Thích Tử. Cho nên nhiều khi mình thấy trong giới xuất gia của mình, trong cộng đồng tăng đoàn có những vị gốc gác rất là cao, gốc gác thuộc về quý tộc, nhưng chưa chắc đã bằng những người mà gốc gác hạ ở vùng biên địa, ở vùng biển, vùng quê. Tại vì vấn đề là còn lại là đời sống đạo hạnh. Thì chính chỗ đó mà định danh và định vị trí của người đó trong tăng đoàn. Cho nên không nhất thiết phải là gốc gác từ đâu, nhưng vấn đề anh sống như thế nào, thầy một vị đó về sống như thế nào, có đủ đạo hạnh đức hạnh để cho mọi người tôn kính hay không. Cho nên đi vào đạo Phật là mình được thoát ly cái đó. Và nếu ai mà ở đẳng cấp cao rồi dòng hoàng tộc gì đó mà đi vào đây mà cứ xem ta là hoàng tộc thì người đó cũng không có tiến bộ trong đường này được. Cho nên cái đây là cũng là một tư tưởng rất gần gũi xung quanh chúng ta và chúng ta cần phải hiểu để mà vượt qua. Cho nên khi mà xuất gia rồi là mình phải bỏ tất cả mọi thứ bằng cái hình thức đi vào trở thành một chiếc áo Sa Môn Thích Tử. Sau này cái thứ hai là đời sống của ta tùy thuộc vào người khác, tức là mình luôn suy nghĩ về cái đời sống của mình là người xuất gia, và người xuất gia là phải dựa vào đàn na tịnh thị để sống theo chánh pháp. Còn người xuất gia mà tự lực cánh sinh thì cái đó không thể gọi là một người xuất gia chân chánh được. Có ai tự xem là mình là người tự lực cánh sinh không? Tất cả chúng ta đã là khoác chiếc áo Sa Môn rồi thì không có ai mà lại gọi là tự cho mình là không cần ai. Ít ra thì mình cũng cần Phật, mình mới khoác chiếc áo này. Rồi xa hơn nữa là nhờ chánh pháp, rồi xa hơn nữa là nhờ tăng chúng. Cho nên mình tùy thuộc vào người khác. Ở trong đạo Phật Nguyên Thủy, Đức Phật hình thành một cái hội chúng đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự cúng dường của người cư sĩ mà thôi. Cái hội chúng mà không được làm bất kỳ cái gì ra vật chất của cải thì chính đó là một cái ràng buộc khiến cho một người xuất gia phải sống như thế nào đó người cư sĩ, người tại gia mới cúng dường. Vì vậy mà cái hình thức của Phật giáo Nguyễn Thủy rất là tuyệt vời, rất là hay. Cho nên chúng ta lấy tư tưởng này để sống, mặc dù bây giờ nhiều hoạt động khác nhau, nhưng mà mình lấy tư tưởng này sống thì mình vẫn đi gần với chánh pháp, chứ không phải là tưởng pháp hay mạt pháp nữa. Mình phải nhìn cái này. Cho nên cái phải sống, phải nương tựa lẫn nhau thì cái đó nó phù hợp với lại giáo lý căn bản, đó là giáo lý duyên sinh. Giáo lý duyên sinh ở đời này thì khắp nơi, và như vậy mình vừa hạ cái bản ngã của mình, đồng thời mình dễ hòa nhập với đại chúng, với tăng đoàn, thì điều này rất là hay. Vì vậy quý vị cũng nên đọc những cái điều này hằng ngày để mà chiêm nghiệm lại, để cho mình thực hành với nó. Những cái vấn đề này rất rộng, nhưng mà nói như vậy để quý vị về tư duy thêm, tại vì nó nằm trong trọng tâm của bài của mình. Nhưng mà quý vị thuộc rồi chiêm nghiệm nữa thì sẽ nhận ra được nhiều cái. Cái thứ ba là nay, tức là mình suy xét rằng nay cử chỉ y của ta cần phải thay đổi. Thì cuộc sống hàng ngày của mình luôn luôn nó có những cái thói quen, và cái thói quen là
do mình không chánh niệm, không tỉnh giác, khiến cho mình cứ vừa chạy theo thói quen, đồng thời mình là lơi niệm đối với xung quanh. Và vì vậy mình cần phải thay đổi những cử chỉ và oai nghi, phải thay đổi hàng ngày, thay đổi vì vốn gì mình bị vướng vào thói quen. Vì mình cần phải sống phù hợp với mọi người, cho nên mình cần phải thay đổi. Và lại khi mà mình nhỏ thì uy nghi của mình còn có thể là hơi lăng xăng một chút, nhưng mà càng lớn lên thì cần phải giữ oai nghi cho thật là nghiêm mật. Thì điều đó là một người xuất gia, từ khi xuất gia cho đến khi hòa thượng đến nữa, thì vấn đề coi lại có oai nghi của mình luôn luôn là cần thiết. Cho nên đây là một cái điều thứ ba mà nằm ở trong 10 điều tâm niệm của người xuất gia. Cái thứ tư là xét về cái hành kiều mình, không biết từ ngã và chỉ trích ta về giới hành không. Từ ngã của mình á, tức là mình có tàm và quý, tức là chỗ này á, nói về tàm. Từ ngã của mình có một cái xấu xa thì tự nhiên mình có khởi cái tâm tàm, và mình trách lấy mình để cho mình đừng có làm sai nữa. Cái điều này nằm ai làm được thì cũng là một cái nhân cách của con người. Tại vì khi mà mình khởi tâm tàm, thật ra không cần ai, không ai biết cả đó. Mặc dù mình làm việc cái hành vi này không ai biết, mình không sợ người ta biết, nhưng cái hành vi đó đã xấu rồi á, thì nó gieo rắc trong mình một cái thói đó. Vì vậy cần cái tàm để mình chỉnh đốn cái nhân cách của mình, chứ không phải là đợi người ta biết mình mới chỉnh đốn, phải không? Cho nên phải thay đổi cái cử chỉ oai nghi của mình. Và cái thứ năm là không biết các vị đồng phẩm hành có trí sau khi tìm hiểu có chỉ trích ta về giới hành hay không. Tức là các vị đồng phẩm hành mà phải là đồng phẩm hành có trí. Đạo Phật đã chia hai hàng người rất rõ: người trí và người ngu. Và người ngu thường thường họ vẫn nói rất nhiều, chỉ trích cũng nhiều lắm. Nhưng nếu chúng ta mà cứ dựa vào họ thì tâm mình sẽ bất an, và mình không biết đường nào mà mày mò. Cho nên chỉ có người trí mới chỉ trích một cách đúng pháp. Người trí mới chỉ trích đưa đến lợi ích cho bản thân mình cũng như là cho toàn thể đại chúng. Thì cái này là mình phải xét coi cái lời mình bị người ta trách mình là đó là hạng người nào. Và như vậy là mình xem từ đó để mà mình thay đổi chính mình. Không biết các vị phàm đồng phẩm hành có trí và chỉ trích ta về giới hành hay không. Thật ra mình nhìn như vậy là mình cũng tự chiêm nghiệm của mình nữa. Và mình thấy nếu mình làm như vậy thì người trí sẽ không chấp nhận đâu. Và vì vậy đó là một cái cách để trắc nghiệm, để mình tự thay đổi. Mặc dù là người trí họ chưa nói ra, nhưng mà bằng cái ý thức của mình nói mình làm như vậy là người trí sẽ không chấp nhận. Thì qua cái cách nhìn như vậy, chứ không phải là chờ người trí có chỉ trích mình mới nhận ra thì muộn quá đi rồi. Cho nên đây là mình lấy cái vấn đề mình làm đúng và làm sai, để mình xem làm đúng làm sai này người trí có nói gì không, hoặc khen hay là chê, thì điều đó mới quan trọng. Và cái thứ sáu là mọi sự vật khả ái khả ý của ta bị bìa đổi khác và biến hỏi. Thì cái vấn đề này thuộc về sự vật, cái mọi sự vật khả ái và khả ý. Thì cái đứng về mặt vật chất đó, mình thích, mình ưa, nhưng không có cái ưa thích nào thuộc về vật chất mà
mà lại là không có thay đổi. Và mình phải quán niệm như vậy nhiều lần. Ngay cả mình mua về một cái iPhone cho thật đắt giá đi nữa, thì phải quán rằng một ngày nào đó nó sẽ bị lạc hậu. Nó không có thể là như vậy mãi mãi. Và mình khi mình quán như vậy rồi, đôi lúc người ta không muốn mua cái tiết đắt tiền làm gì cho tốt, và mua những cái mà cách đây 2-3 năm họ xài bây giờ nó rẻ lắm, thì mình mua để gọi là xài đủ rồi. Thì cách đó là mình sẽ rất là sử dụng đồng tiền có hiệu quả. Và mình không, và lại khi mà mình sử dụng một cách phung phí thì người đời sẽ chỉ trích. Trên mạng có nhiều vụ mà tu sĩ mà mua mấy cái iPhone hoặc đồ điện tử mà cao á, cao cấp á, thiên hạ là hè nhau vào nó chửi. Cho nên ai muốn nổi tiếng á, thì cứ mua một cái iPhone chụp hình đưa lên mạng để họ chửi cho. Để họ chửi cho nổi tiếng ấy. Cái còn thay gì đó cũng là Chí Cường đó phải không? Thành thử á, cái này á, khi mà quý vị học 10 điều tâm niệm rồi á, quý vị không bị va vào những cái lỗi này được. Và mình thấy mình có một cái sự tự tin vào cái cách để mình xử sự, cách để mình sống. Thì cái 10 điều này sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong cái cách để chúng ta không bị người đời chê bai. Thật ra những điều đó rất là ảnh hưởng. Có những người Phật tử họ vì một ông thầy nào đó thôi, thì gặp ông thầy nào họ cũng phải nhìn với cái thầy đó, nhìn như kiểu ông thầy kia. Cho nên á, một có những người niềm tin là chưa mạnh á, thì nó ảnh hưởng rất lớn đối với kiểu uy tín của tăng già. Tức là tu sĩ đã mặc chiếc áo sa môn rồi á, mà làm bậy làm bạ, thì họ đâu phải là họ nhìn ra họ ngầm thêm đâu. Họ nhìn, nhưng mà sau đó họ biết, họ kể lại. Chẳng hạn hồi hôm có một cái vị Phật tử họ cũng qua, họ nói là thầy mấy thầy ngồi trên xe mở nồi sân rồi mà Phật tử đóng vậy mà làm một cách khó kỳ, rất là khó chịu. Thì họ kể lại, và như vậy cái chuyện đó là nó lan truyền. Thì họ nói biết đó chùa nào nữa kia. Và họ lôi cái tên chùa đó ra nữa. Thì thử nó là ảnh hưởng ghê lắm. Cho nên những cái chạy theo vật chất cũng như là mình sống bên ngoài á, thì nó không những là hại cho bản thân, cái uy tín của bản thân, mà đồng thời á ảnh hưởng đến cả tăng đoàn. Cái thứ bảy á, là cái này là mang tính luân hồi này. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa từ của nghiệp, là thái tạng của nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa từ nghiệp ấy. Thì cái này đem ra giảng cho Phật pháp cũng rất là cho Phật tử cũng được, cũng rõ. Tại vì á, mọi người phải chịu lấy trách nhiệm cái nghiệp của mình tạo ra như thế nào thì kết quả của nó sẽ như thế đó. Cho nên á, cần phải lấy cái này. Người theo Phật mà không tin vào cái này á, thì người đó không có một chút gì gọi là thiền nữa, chứ đừng có nói là một cái tâm Phật. Ai mà không tin cái điều này á, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa từ nghiệp, là thái tạng nghiệp, là quyến thuộc của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa từ nghiệp ấy. Nếu không tin điều này là người đó tà kiến. Phải tuyên bố như vậy. Cho nên á, cần phải tin vào, thậm chí đời này và đời sau, mình cần phải tin một cách tuyệt đối. Và không thể ai lay động mình vấn đề này được. Thì khi đó mình mới thấy rằng mình cần phải làm chuẩn bị cái tương lai cho mình bằng những hành vi bây giờ. Thì đó là nghiệp. Nghiệp thì rõ rồi hả? Nghiệp là lấy ý làm đầu. Cho nên cái tâm mình á, cần phải sống để lấy phù hợp
với cái tâm của mình. Tại vì ý như thế nào thì tâm và hành động và lời nói sẽ theo như vậy. Cho nên cái này là nghiệp. Nghiệp thì có ba loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó. Nhưng mà ý nghiệp là căn bản, là quan trọng nhất. Cho nên cái cần phải lấy cái đó làm đầu, và từ đó mình phải tin vào những cái luật nhân quả. Thì cái điều này chắc là không gọi gì là sâu xa cả, cơ bản thôi, không còn nói nữa. Cái thứ tám á, là đêm ngày trôi qua bên ta và ta nay ta đã thành người như thế nào. Có nghĩa rằng là mình á, nhìn lại cái hành trình xuất gia của mình từng ngày mỗi ngày, và mình thấy mình có tiến bộ gì chưa. Và thậm chí mình nhìn lại cái ngày mình sơ Phật tâm xuất gia, cho đến bây giờ cái tâm mình có nhẹ hơn, có thấp hơn, hoặc là có hèn hơn trước đây không. Ngày xuất gia mình khởi tâm xuất gia một cách mạnh liệt, một quyết định bỏ tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi mà xuất gia một năm, hai năm, vài năm, tự nhiên là thấy Phật thăng thiên rồi. Ông Phật không còn nữa, chạy theo vật chất lợi dưỡng. Thì cái tình trạng này cũng là rất là nhiều. Cho nên mình cần phải nhìn cái hành trình của mình. Đôi lúc có nhiều người tu cả 20-30 năm nhưng mà không có một chút thay đổi nào. Cách suy nghĩ, cách nói năng, thì điều này rất là đáng tiếc. Dạ, như mà họ đọc được cái 10 điều tâm niệm này á, họ sẽ suy nghĩ về cái những ngày quá tháng lại của mình á, là mình thấy vô dụng, vô nghĩa, thì chắc chắn họ sẽ có một cái đời sống khác hơn rồi. Cho nên á, quý vị cần học cái này không á, tôi bảo đảm rằng quý vị sẽ trở thành một người xuất gia chân chánh. Thầy phải nói như vậy. Khi mà chiêm nghiệm 10 điều này hàng ngày và mình sống cho đúng một cái pháp này á, thì chắc chắn mình là tự tin rằng con đường đi của mình không có sai lầm. Vì vậy á, tất cả mọi pháp đều ở trong này á, đều rất là giá trị, và nó luôn luôn nhắc nhở chúng ta mỗi ngày đó, nó không có xa gần gũi. Vì vậy nó rất là thiết thực. Cái thứ 9 á, là ta có hoan hỷ trong ngôi nhà trống không hay không. Tức là mình sống mà không có nhiều cái vật dụng, mình sống trong sự đàm bạc, cái thanh đàm, và trong cái sự đàm bạc, sự thiếu thốn đó, mình có hoan hỷ được hay không. Làm như vậy được mới gọi rằng là mình là người xuất gia mà có một cái nội lực bên trong. Nếu chúng ta mà khi mà thiếu thốn một cái gì đó, bắt đầu mình chạy vầy, bắt đầu mình đi tìm cầu, thì như vậy chúng ta không đạt được cái câu thứ 9 này. Tức là chúng ta không hoan hỷ trong một cái đời sống mà thiếu thốn, hoặc là một đời sống đàm bạc, mà luôn luôn mong cầu cho thật đầy đủ, lợi dưỡng cho thật nhiều. Thì cái trường hợp này là ở đây. Cho nên á, làm sao mà khi họ giòn ngon á, mình ăn và thưởng thức ngon, nhưng mà cho ăn dở mình làm sao mình cũng không buồn, vẫn hoan hỷ, thì cái đó mới gọi là mình tự tại, thấy không? Cho nên cái này cũng là thuộc về mọi hành vi trong đời sống mỗi ngày của mình. Hàng ngày của mình đều gặp cả. Cái thứ mười là rất là nói đến một lý tưởng, là ta có chứng được các pháp thường nhân trí kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh hay không. Để đến ngày cuối cùng, các vị đồng phẩm hạnh có hỏi, ta sẽ không xấu hổ. Quý vị có cái nào á, mình tu đã 5 năm 7 năm, đôi lúc đọc trong kinh có vị tu trong 1 tuần 2 tuần, 1 tháng 2 tháng, 1 năm 2 năm mà đã chứng đạo. Còn quý vị có thế nào chiêm nghiệm mình á, đã đắc được hoặc có được cái gì chưa, hoặc có những cái kết quả trong một cái thời gian mình xuất gia chưa, có thế nào nghỉ chưa? Cái này á, mình nghỉ để cho mình á, mình thấy á, mình cần phải nỗ lực đó. Đối với người xuất gia, chúng ta là những vị hữu học, có nghĩa
là còn có việc phải làm. Còn có việc phải làm là gì? Việc gì? Đó là giới, định và tuệ. Tam học này, giới học, định học và tuệ học. Và vì vậy á, đó là còn có việc để làm. Cho nên á, luôn luôn thấy mình có những cái thiếu sót, có những lúc mà mình cảm thấy vẫn chưa đủ tự tin vào chính mình trên con đường xuất gia, thì phải nỗ lực thôi. Thì cách đó là một cách để mình tiến bộ. Cho nên đây là 10 điều tâm niệm, nói lược qua như vậy để quý vị hiểu sơ, và từ cái giải thích sơ sơ đó quý vị tư duy rộng thêm và phát triển khai trong thực tế nhiều hơn nữa, thì quý vị sẽ cảm thấy nó có một cái hạnh phúc, một cái niềm an lạc, và mình thấy rằng mình sống trong một cái giáo pháp thật là cao quý, phải không? Thì đây là 10 điều này quý vị nhớ về học. Học và có thể lần sau kiểm tra. Thuộc nghe, cũng cần phải đọc câu 1 đến câu 10 là đủ rồi. Còn cái đầu đuôi không cần. Tức là 10 điều này á phải thuộc. Học cho thuộc lòng thì về học thuộc lòng một lần thôi. Cho nên bây giờ học cho thiệt kỹ một lần. Đi tới đi lui mình đọc vài lần mình thuộc. Và sau này là nhắc tới. Và lại nên nhắc nhở nó hàng ngày nữa. Nhiều khi tuy bằng rồi không có coi nó, nhưng mà đến bây giờ đọc lại vẫn thấy có những giá trị, vẫn hay. Mặc dù cái này đem ra tôi luôn luôn các lớp học đem cái này ra dạy cả, nhưng mà đến bây giờ mình đọc lại mình vẫn còn thấy giá trị đó. Cho nên nó không bao giờ là cũ cả, không bao giờ là nhàm chán cả. Tại vì nó là một cái thực tế mình phải sống hàng ngày, và mình thấy mình vẫn còn nhiều vấn đề phải phát triển, phải tu tập, phải tiến bộ. Thì 10 điều năm tâm niệm này nó sẽ nhắc nhở chúng ta như vậy. Cho nên về nhớ học cái này nghe. Có ý kiến gì không? Nếu ai muốn lấy một trong những cái vấn đề này để mà làm luận văn khảo cứu cộng đường nữa, tại vì nó rất hay. Mà sao mà chưa quý vị chưa có ai mà chọn đề tài hay sao vậy? Thì từ chọn tài thầy cũng có nói một vài đề tài đó, nhưng mà không có khó khăn gì hết. Vấn đề là mình viết, còn chọn đề tài không có khó, nhưng mà chọn rồi phải đưa thầy coi để xem nó có đúng người cách một cái tựa đề cho một cái bài nghiên cứu hay không. Còn đôi lúc đưa, có những người đưa ra những mấy cái chữ thôi đấy, rồi nó không có mang tầm cỡ nghiên cứu, cho nên nó cần phải chỉnh